Ánh răng Lactalus Active giảm chảy máu chân răng. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Dạ, hôm nay em có một câu chuyện muốn nói tới cô. Em gửi lời xin lỗi vì trong khoảng thời gian cô đặt nhiều kỳ vọng vào em nhiều, nhưng em lại không thi kỳ thi học sinh giỏi của cô mà lại lựa chọn một môn, đó là môn địa. Trong 2 năm vừa qua thì em cảm giác là rất áy náy trong lòng. Em vẫn cảm ơn cô vì cũng nhờ những kiến thức đó mà em cũng đạt được những thành tích và trở thành một thành viên của mấy trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Em sẽ cố gắng quyết tâm 4 năm đại học và có thể quay trở về khoe tấm bằng tốt nghiệp của mình và nở một nụ cười với cô, ôm cô một cái. Em xin cảm ơn cô nhiều. Hôm nay chúng ta thấy một cái lời chưa nói nó hơi khác lạ so với những cái lời chưa nói trong những lần phát sóng trước. Đó là một bạn học sinh muốn dành lời chưa nói của mình với một cô giáo. Và bạn ấy đây, chào em. Em chào chương trình và chào tất cả mọi người. Đây là cô giáo của em ha. Cô này là cô dạy hồi cấp 3 của mình hay là sao? Dạ, cô dạy cấp 3 của trường Trung học Thông Lê Duẩn ở tỉnh Đắk Lắk. À, dạ chào cô. Chào tất cả mọi người có mặt trong chương trình Lời Chưa Nói. Dạ. Tôi là Hồ Pen Nia Gà Đâm. Tôi đến từ thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Dạ. Tôi cảm ơn chương trình đã cho cơ hội cô trò được gặp nhau. À, cô có biết là đến tham gia chương trình này không? Dạ không. Trời ơi, học trò không những cãi lời cô không đi thi học sinh giỏi, rồi giờ nói dối cô luôn, trời ơi. Em muốn nói một lời xin lỗi tới cô vì biết là 3 năm cấp 3 cô kỳ vọng vào môn văn, muốn cho em thi học sinh giỏi tỉnh, nhưng em lại lựa chọn môn địa. À, cô trong suốt mấy năm học phổ thông á, thì cái bạn này nè là học trò như thế nào của cô? Rất là tuyệt vời. Cái năm đầu tiên khi mà vào lớp 10, trong lớp thì Việt hay thường xuyên xây dựng phát biểu bài. Đó chính là ấn tượng đầu tiên, và soạn bài và làm bài rất là đầy đủ. À, mà lúc đó cô muốn hướng việc làm thi học sinh giỏi môn văn là bởi vì học giỏi môn văn nhất hay là sao ạ? Dạ, nói chung môn nào Việt cũng cố gắng học hết, nhưng mà có môn xã hội Việt học rất là tốt. Vào học lớp 10 đó thì đã muốn là Việt sẽ là thi học sinh giỏi tỉnh. À. Nhưng mà đến cuối cùng năm lớp 12 là Việt lại chọn môn địa lý. Lúc đó cô buồn không cô? Buồn cả một tuần luôn. Buồn nguyên tuần luôn, trời ơi. Rồi lúc đó Việt có nói gì với cô không ngay thời điểm đó? Nói chung là lúc đó cô trò dường như là ít nói chuyện với nhau hơn. Nhưng mà sau đó qua một tuần sau thì cô trò lại vui vẻ và chúc Việt là cố gắng ôn bài thật tốt để đem lại danh hiệu cho trường. Dạ, rồi lúc đó kết quả thế nào cô? Dạ, khi mà nghe kết quả thầy hiệu phó báo về, đó chính là em Việt học sinh Lê Duẩn đạt được giải nhì tỉnh. Dạ. Môn địa lúc đó rất là mừng và đã gọi điện thoại cho em ấy liền. Dạ, dạ, dạ. Vui ha, mặc dù không phải thi cái môn của mình nhưng mà cũng mang về thành tích cho lớp, cho trường, thì đó cũng là một cái niềm hãnh diện của các thầy cô rồi. Tới với chương trình thì em cũng có một món quà tặng cho cô. À vậy ha. Dạ, đây là một món quà mà do chính tay em làm. Trong hồi tối hôm qua em rất không ngủ được. Dường như là em hơi bị lo, sợ thì cô trong chuyến đường đi xuống, cũng sợ cô là say sóng xe. Cô đi xe mà cô say sóng em. Say xe thôi chứ say sóng chi. À dạ, say xe. Và em muốn ôm cô một cái. Dạ, có lẽ không có cái món quà nào nó quý giá đối với những người làm thầy làm cô là cái việc nhìn thấy học trò của mình ngày càng trưởng thành, ngày càng giỏi hơn trước. Hãy cố gắng tiếp tục trở thành một sinh viên thật tốt để sau này có thể như em mong muốn á, là quay trở về trường xưa gặp lại thầy cô cũ, khoe với các thầy cô về những thành tích cho các thầy cô vui lòng và hãnh diện về em nhé. Đây là phần quà của nhà tài trợ cũng muốn gửi tặng cô giáo khi cô giáo đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Cô chúc cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục là một người đưa đò, dìu dắt những thế hệ tương lai sau này nữa cô nha. Cảm ơn cô rất là nhiều và cảm ơn em đã đến với chương trình hôm nay. Kem đánh răng Lactalus Active giảm chảy máu chân răng. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình.